ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn có 40 tổ dân cư với dân số trên 10.000 người. Trong đó tập trung khá đông công nhân lao động, người nhập cư. Tính từ đầu dịch đến nay, ấp đã có 14 ca F0. Không như các đợt test nhanh trước đây, thực hiện trên diện rộng toàn ấp, đợt xét nghiệm này, chính quyền địa phương đã khoanh vùng hẹp hơn, tập trung vào các tổ dân cư có nguy cơ cao, vùng cam và rất cao, vùng đỏ. Khu vực tập trung đông nhà trọ, đông dân cư để xét nghiệm. Chủ trương của bên Bộ Y tế xét nghiệm riêng từng vùng vậy thì người dân cũng yên tâm. Chứ mình không thể lấy mẫu mà chung chung rộng ra thì nó rất nguy hiểm. Nên mình lấy riêng từng khu vực thì người dân an tâm hơn từ khu vực của mình. Riêng của khu tổ 19, tổ 17, 18, 19 của tụi em là chấp hành nghiêm tình, đi lấy mẫu đầy đủ hết. Thì trên địa bàn cũng có tổ chức được 3 điểm test thì ngày hôm qua. Ngày hôm qua cũng có 3 điểm test thì lại có lại được lại cũng bị ba trường hợp. Cũng có những 3 trường hợp là F0. Thì tính từ cái hôm mà đầu ngày phòng chống dịch cho đến nay thì địa bàn ở Phú Sơn thì có tổng số là 14 ca F0. Từ ngày hôm qua cũng có một số đã test thì hôm nay cũng lại tiếp tục test lại. Và kể cả ngày mai cũng vậy, vẫn phải tiếp tục những cái hộ dân hoặc là những cái khu vực đó đã test 2 ngày trước thì ngày mai vẫn tiếp tục để test lại trong 3 ngày liền. Là địa phương có dân số đông nhất huyện Trảng Bom với 77.000 dân, trong đợt dịch thứ tư này, xã Bắc Sơn đã có 957 trường hợp mắc COVID-19 và được đánh giá là vùng nguy cơ cao. Đến nay, xã đã thực hiện 10 đợt lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 105.000 lượt dân. Riêng đợt triển khai xét nghiệm thần tốc này, chính quyền địa phương đã khoanh vùng đối với các khu vực nguy cơ để tập trung xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Hiện nay thì trên địa bàn xã là có 14 khu vực mà đỏ. Đỏ thì đây thì xã đã khoanh vùng lại rồi. Để tiếp tục thì hôm nay là ngoài những cái khu vực đỏ đó thì bên xã cũng đã triển khai thêm, tức là thêm 15 điểm, 15 điểm nữa là tổng 29 điểm. Để mở rộng ra là những cái vùng có nguy cơ để tiếp tục để sàng lọc, để có thể là mình phát hiện sớm các cái ca F0 để bóc tách sớm ra khỏi cộng đồng trên địa bàn xã. Theo Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom, hôm qua 22 tháng 9, trong ngày đầu tiên triển khai xét nghiệm thần tốc, huyện đã test nhanh cho hơn 9.000 người dân và đã phát hiện 156 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2. Số ca nghi nhiễm tập trung đông tại các xã Sông Chầu, Hồ Nai Ba, Bắc Sơn và thị trấn Trảng Bom. Ngay sau đó, Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom đã đề nghị các địa phương này nhanh chóng điều tra, truy vết 156 trường hợp nghi nhiễm, tránh để dịch lây lan rộng trên địa bàn.